Vâng, để tiếp tục với cái bài về giỏ hàng này nhỉ. Thì ta sang phần tiếp theo là phần số 3. Số 3 nhé. Là gì nhỉ? Tạo bắt từng S cáp. 1 này, 2 này, 3 này nhỉ. Tạo button to card nha. Nào thế bây giờ làm nào để tạo được cái đó? Thì bây giờ ta bắt buộc ta vẫn phải xử lý cái chỗ này. Các bạn cứ đóng cái này vào đi. Chỗ này là mở ngoặc ra này. Ok. Thế vào chỗ này chúng ta sẽ phải thực hiện như thế này. Copy xí cái chỗ này xuống đúng không? Copy này, Ctrl V này, ở đây ta có mở ngoặc này. 100%, dùng biểu thức vậy. Bằng này. P P.get get code đúng không? Không dấu chấm phẩy nhé. 100%. Đóng ngoặc lại bằng p.get name. Rồi, đúng không? p.get price. Nào xem có đúng không? Ta lại chạy lại. À, rồi ok, gọi cái này được. Ok. Thế bây giờ bạn sẽ thêm một cái TD đây nữa. Không điền gì cả, đúng không? Bây giờ bạn thêm một cái TD đây, thêm một cái TD đây đi. Nhá. Ta sẽ thêm này. Input. Time, context. À. Submit name bằng action value add to cart nhỉ. Đấy, như thế này đi. Ta chạy lại một lần nữa. Đấy, để ta kích ở đây này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái trang cart nữa để gọi đến không nhỉ? Một action để gọi đến cái trang card. Như vậy ta kích vào đây là nó phải add được vào cái giỏ hàng nhỉ. Thế bây giờ chúng ta phải thực hiện việc là chúng ta tạo một cái card để mà tạo được cái card thì đầu tiên bạn phải sử dụng cái thư viện GSTL trước. Bây giờ ta bấm phải chuột này. Bấm phải chuột vào phần library này. Add library đi. Ta chọn cái thư viện là GSTL để ta thực hiện cái cấu trúc đấy. Ép vào đây. Để xem là nó đợi một chút, nó sẽ hơi lâu. Cái GSTL. Chưa nhỉ? Lâu phết nhỉ? Rồi, ok. Mình thêm hai thư viện vào nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện viết một cái class là theo kiểu là giỏ hàng nhỉ. Thế thì cái class giỏ hàng chúng ta sẽ đưa vào cái phần controller này, thêm một cái này. Java class bạn ghi là cart đi. Ok. Trong này chúng ta sẽ extend, ví dụ như là extend từ ta sử dụng đối tượng
khách map này nhỉ, đúng không? Khách map này rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ định nghĩa phương thức khởi tạo nhé. Rồi, phương thức khởi tạo xong. Tiếp theo ta thêm một cái phương thức là add card nhỉ. Public này. Void add product nhé. Chúng ta sẽ có product. À, đúng thế này, chúng ta lại phải có một cái phần số lượng nữa đúng không? Chúng ta lại phải có một cái phần số lượng nữa mới được. Rồi ok, nếu vậy ta phải thêm một cái phần nữa. Cứ bình tĩnh chỗ này. Rồi. Như vậy bạn phải khai báo thêm trong phần module một cái product nữa. Nhá. Là product. Ghi nhỉ. Product card này thì chúng ta phải implement từ ghi nhỉ. Series Unreadable nha. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có là số lượng nhỉ, bởi vì chúng ta thiếu phần số lượng mà đúng không? Chúng ta sẽ có protect đúng nhỉ? Product product. Dạ. Tiếp theo phần số lượng này. Protect đúng nhỉ? In quantity nhá. Phương thức khởi tạo này. Insert. Rồi. Tiếp theo, ta generate ra các cái phần khác nhỉ. Setter, getter. Ok. Đấy, như vậy là xong nhỉ. Bây giờ ta quay về với phần cát này. Bây giờ ta sẽ có, các bạn phải thêm một cái nữa là product. Nha. Đấy. Product. Rồi. Ta sẽ yêu cầu bạn thêm cái thư viện này vào. Ok. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện là, thứ nhất là ta kiểm tra xem là nếu tồn tại, kiểm tra thật, lấy cái key của nó nhé, lấy key này. Ta sẽ có string này, key bằng product nhé, product chấm get product. Đúng nhỉ? Code. Đấy. Như vậy ta sẽ lấy về cái product. Đúng nhỉ? Get product này. Các bạn xem ở đây. Product này sẽ có get product, tức là lấy về sản phẩm. Nhỉ? Và lấy về key. Bây giờ chúng ta kiểm tra là nếu đã tồn tại cái key đấy nhỉ. Ta có thể kiểm tra là if là ở đây chúng ta sẽ có một cái là cái giỏ hàng này chứa con tên nhé, key mà chứa tồn tại key này thì ta cộng số lượng lên 1 đúng không? Nếu đã tồn tại, nếu đây là mã hàng này, nếu đã tồn tại mã hàng thì sao? Cộng thêm 1 đúng không nhỉ? Thì ta lấy về số lượng và cộng thêm gì nha. Thì ta làm sao? Lấy về số lượng và cộng thêm gì? 1. Và cộng thêm 1. Đúng chưa? Nào ta lấy về số lượng như sau. Ta sẽ có in này. Yeah. O quan
tức là quantity số lượng cũ nhé, sẽ bằng gì? Bằng z.get key nhé, chấm gì get gì get key git get key là để nó ra được cái key này thôi đúng nhá. Sau đó bạn phải thực hiện cái việc là chúng ta ép kiểu sang kiểu product cap nhỉ. Bây giờ chúng ta mới get gì get product card này, ép sang kiểu product card này. Z.content key yeah. Thì ta ép kiểu là kiểu là pro z này chấm get key get quantity. Tại sao không có get quan nhỉ? Get quan này phải lấy được cái này này. Mà muốn lấy được cái đấy thì chúng ta phải ép kiểu sang kiểu product card nhỉ. Còn cái zip thì ta biết rồi, chấm get chuyển cái key vào. Rồi. Thế thì phải thế này. Đấy, nhá, ghét qua thì sẽ ra được cái số gì, số lượng nhỉ, số lượng cũ. Thế về cái số lượng cũ cộng thêm 1 thì ra số lượng mới mới gì nhỉ. Như vậy cái số lượng cũ này nhỉ, chấm set set quan thì chính là âu gì cộng với gì cộng một đấy, set quan là như thế nhỉ. Rồi như vậy chúng ta sẽ có này để kiểm tra nếu tồn tại mã hàng thì lấy về số lượng nhé, hàng và gì cộng thêm một đúng không. Trường hợp ngược lại, L thì sao các bạn? Thì cái số lượng đấy chúng ta sẽ đẩy cái mã hàng này vào nhỉ? Làm mới tinh. Như vậy ta có zip chấm put cái offset nhỉ? Put này key và value. Key ở đây sẽ là gì các bạn? Get pro này, lấy về sản phẩm này. Get code nhỉ? Yeah. Còn key ở đây sẽ là gì? Value là gì? Product. Đấy. Như vậy. Nếu chưa tồn tại sản phẩm đúng không? Đây là gì? Nếu chưa tồn tại mã hàng thì sao, thì đưa vào giỏ hàng bằng gì, put nhá, put rồi sẽ đẩy vào key và gì value vào rồi. Ok, đơn giản thôi đúng không. Đây là gì, phần thêm vào sản phẩm. Bây giờ phần xóa sản phẩm sau các bạn, chúng ta sẽ public boolean nha, remove product nha, ta truyền vào là cái code rồi. Thế bây giờ ta sẽ có nếu như mà chứa content key của cái code đó được chưa nhỉ,
chúng ta thực hiện reboot nó đi. Cách reboot rất đơn giản nhé, zip.remove code vào nhé, rồi và gì, return thành công đấy, đúng không, true thành công đúng không, ngược trở lại nếu không tồn tại thì là gì, mà return thì nó sẽ phải là return false nhé. Rồi đó, đây là cái bài nó tạo để tạo giỏ hàng nhé. Bây giờ chúng ta phải có một cái trang nữa nhỉ, ta phải có một cái trang về cái giỏ hàng đúng không nhỉ. Thế thì bây giờ bạn sẽ phải thực hiện là tạo một cái trang, trang đấy là cat.jsp nhé, ví dụ thế. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một trang mới, new này, jsp.jsp, ok. Đấy. Cái trang này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một số những cái, ví dụ ta có tag, ta có cái người sử dụng taglist nhé. Dụng cái này, tag list này, chúng ta sẽ có URI, yeah. Chúng ta sẽ sử dụng cái nào bây giờ đây? Java sun này, .jstl core, yeah. Prefix chỉ bằng C, yeah. Những bài sau học chúng ta sẽ giới thiệu cái này kỹ hơn. Nào, bây giờ cái title của chúng ta đây là gì, bạn có thể ghi là cat chẳng hạn nhá. Ở đây chúng ta sẽ không phải lại có một cái div tiếp, online bằng gì, center rồi, trong đó chúng ta sẽ đưa này nhỉ, cần chuẩn x giỏ hàng. Rồi đến đây chúng ta mới thực hiện để xem là nó như thế nào nhỉ. Thì chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ phải tạo một cái xét một cái giá trị ở đây, c 2 chấm set ok variable thì bằng shop đi, ok value đi, ta sẽ sử dụng cái đô la này, session scope.sort, đó là tên như thế. Đây là một cái biến giỏ hàng, ta đóng cái này lại, ok. Thì set rồi thì phải có cái gì, thôi xong rồi, coi như xong rồi. Bây giờ đến phần gì, ta kiểm tra xem là nó có bị, ta có C này, if nhỉ. Thế đương nhiên đã có if thì phải có gì, and gì, and if nhỉ. Ta kiểm tra xem là, kiểm tra cái điều kiện, kiểm tra này, kiểm tra thì ta dùng gì, dùng test nhỉ. Điều kiện test là đô la nhỉ, nó empty của cái shop này, not empty của cái shop này. Đấy, ok.
Tức là nếu mà không rỗng thì ta mới thực hiện tiếp, không thôi như nhỉ. Chúng ta sẽ có một cái border ở đây, một cái table ở đây, table border bằng 1 như nhỉ. Rồi ok, trong này ta định nghĩa cái t head này. Đấy, ok. Sau ta định nghĩa một cái tr. Trong tr sẽ chứa các td, thì ở đây sẽ có các trường dữ liệu như là gì? Code name price nhỉ. Quantity action. Chúng ta có td này. Thì là gì? Số lượng này. Tức là số thứ tự nhá. TD. Số tự rồi đến thì code. Tiếp theo là TD này. Name. TD. Chết rồi. Price. Tiếp theo này. Quantity đúng không? Ok, và cuối cùng là có cái action, xem nữa. Action td, action đây là phần tiêu đề nhỉ, phần header và phần tiêu đề như thế. Là tiếp theo ta sẽ lại phải cho nó vào một cái vòng lặp để ta đọc cũng nhỉ. Đó là t head, t body này, phần thân của bảng này nhé. Lưu đi đã, cái này cũng lưu lại. Phần thân của bảng ta sẽ phải cho vào một cái vòng lặp như nhỉ. Như vậy ta phải định nghĩa một cái form, form trước này, form, ấy gì à? Action. Bây giờ bạn muốn nó action đến thằng nào thì ghi vào đây. Có thể là ví dụ như là thành controller card. Ok. Method port à? Click port again. Và port được, đang quen với port. Rồi. Ta đóng cái form lại. Như vậy ta có. Trong cái form đấy thì chúng ta sẽ thực hiện là set cái value đầu tiên bằng 0. Ta sẽ có C hai chấm này, set. Yeah. Khai báo biến. Và nha, chúng ta có thể ghi là cao, như là sản phẩm cho cái gì cao value này là 0. Đấy, như vậy ta đã set được một cái biến tên là cao và có value bằng 0. Tiếp theo ta khai báo tiếp nhé, ta for x đi này, for x c hai chấm for x. Đấy, đóng cái này là n for x. Điều kiện for x ở đây là ta for x là for x à, các cái product trong cái hashmap. Như vậy bạn phải có các cái row. Như vậy trong cái for x này, chúng ta sẽ khai báo này, cái biến của nó là biến row và bằng này. Row. Item của nó là bằng gì?
item, tức là các dòng theo cái item của nó bằng cái gì nhỉ? Chúng ta có thể khai báo một cái đô la này. Đô la shop. Đó là như vậy, chúng ta có một cái dòng, mỗi từng dòng, mỗi dòng là một cái item ở trong cái shop đó. Thế còn cái shop ở đây thì các bạn hiểu là chúng ta đang khai báo đó. Đúng chưa? Đây này, cái biến tên là shop này. Set biến tên là shop value bằng session scope.shop này. Như vậy đây ta dùng rồi, đúng không? Ta phối cái var. Row này. Và bên này nó là item bằng shop. Ok. Cái kiểu viết là nó hơi lằng nhằng. Nhưng mà nó sẽ dễ viết hơn, quen thì nó dễ viết. Như vậy ta set cho cái value nó đầu tiên thì bằng 1, đúng không? Cách set thì đơn giản rồi, đúng không? Ta có c 2 chấm set. Được chưa? Set cho thằng nào? Và cao value là gì? 1. À không, 1 thì cũng không được, phải bằng. Như vậy cộng thêm 1, cộng thêm 1 thì phải bằng gì nhỉ? Shop đô la này. Đô la shop cộng 1. Cộng với 1. Đấy. Không phải shop mà là cao. Bởi shop là một đối tượng, cao thì nó là một số, cộng thêm 1. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có này. Đầu tiên ta đếm cái biến đếm là bằng 0, đúng không? Ta khai báo một cái biến, mỗi cái item của nó là một dòng, đúng nhỉ? Một dòng là shop chẳng hạn. Thế thì ta đếm nó sẽ thành là cao là cộng thêm gì? Cộng thêm 1 nhỉ. Bây giờ ta gọi ra thôi. Gọi này. Ta có TR. TR. Trong nó sẽ chứa các td, tr, trong này sẽ chứa các td, đó, ok. Sao lại báo lỗi cái này? Vì người ta thiếu gì, thiếu dấu đóng ngoặc, đúng không? Cái chỗ net đi, đấy, hết ngay. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cách đầu tiên là gì? No, thì được truyền đoạn copy IC cái này xuống này, đúng chưa? Thế này cho nhanh. Đấy. Ồ. Không có gì rồi. Rồi. No. Chúng ta sẽ chuyển đô la này. Mở móc, đóng móc này. Ta chọn cao vào đúng không nhỉ? Rồi. Đô la. Chọn cao. TD. Tiếp theo. Các thành phần khác nhỉ, thì ta truy xuất theo kiểu là gì? Như vậy phần cốt thì sao? Cốt đô la này, được không? Ta sẽ có này, row, nó không cho truy xuất cái này. Row là biến này nhỉ, value nhỉ, value là giá trị của nó này nha. Chấm product. Chấm gì? Code. Đấy. Như vậy name thì ta cũng copy, bỏ phần này đi nha. Đô la. Row. Chấm value. Chấm product. Chấm name. Code name price. Rồi, hết rồi. Cuối cùng nữa, đô la này. Row. Chấm value. Chấm product. Chấm price. Rồi, đó.
Như vậy là ta đã gọi thành công rồi đúng không? Bây giờ đến phần số lượng. Thì ta có gì? Đô la, row, yeah, chấm value, chấm qua, ok. Đúng không nhỉ? Người ta thêm một cái nữa, đó là cái dòng checkbox. Cái dòng checkbox để còn xác định xem là chúng ta có xóa cái đó không. Đó chính là action, action. Thế thì action ở đây ta sẽ sử dụng một cái check, checkbox đúng nhỉ? Input type bằng checkbox chẳng hạn, name bằng ống hoặc là input type. In này, ôi giời, tài bằng check, checkbox, name bằng gì là rmv, tức là remove, yeah, value, value đang tạo lại đô la mở móc nó móc. Đây là cách viết theo kiểu ZTL các bạn nhé. L và ZTL. Chúng ta sẽ có row chấm value nhỉ, chấm product chấm code. Rồi đây là value của nó, ok. Vậy xong rồi đúng không? Như vậy là ta end được cái for x rồi nhá, end được for x rồi. Tiếp theo ta phải thêm một cái button nữa, đấy là nãy giờ người ta thêm một cái button về lựa chọn rồi đúng không nhỉ? Bây giờ ta phải thêm một button liên quan đến add nữa, bởi có thể người ta thêm nhỉ? Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn tiếp.